con corona cuando empezó a querer pasar aquí en el corporado también para con él. Hiện tại trời đã tối rồi các bạn ạ. Các bạn thấy một cái đốm trắng trắng kia là quyết nhá. Xin chào mọi người. Mình là Quyết Vận Đồi đây. Hôm nay hai vợ chồng đang ở chỗ cửa hàng tạp hóa và một khi hai đến cửa hàng mua đồ một khi hai vợ chồng hay đến á để mua thuốc trừ sâu trừ rẹp mọi người ạ. Hôm vừa rồi phát hiện là ở ngoài ruộng rau là có rẹp với sâu, hôm nay là phải đi tìm thuốc trừ sâu, cả thành phố chỉ có mỗi chỗ này bán thôi mọi người ạ. Thế là đến đây để mua và mọi người xem cái thuốc cái lọ này rất là đắt, 17.250 quan, rất là đắt nha. Giá rất đắt, cái loại bên cạnh này là 15.000 nhưng mà không phải vì chỉ có cái loại này để lấy được thôi. Đấy, hôm nay mình sẽ mua để mang ra ruộng rau để phun cho các bạn đi, khỏi các bạn đi để rau như thế thì chết mất, với lại mua một số đồ nữa cho bạn Antonio nhé cả nhà nhé. Đó, bây giờ mình sẽ kinh tiền. Ăn đi bụi. Mua thêm cho Antonio hai cái chậu, với lại là cái chứa rau này hai vợ chồng hứa mua cho các bạn đấy, nhưng mà cái quán này cứ đóng cửa thường xuyên đấy, mình đến lúc đến thì không có, lúc thì đến thì đóng cửa. Đấy, hôm nay bọn đến mua thêm cái cuốc có đầu nhỏ nhưng mà cuối cùng là cũng không có này, tí là phải đi chỗ khác để mua nữa mọi người. Ở đây bên này mua cái gì mà để mà mua cải thì khó khăn lắm, tôi muốn mua một chỗ một ít thuốc sâu thì cả thành phố không có, chỉ có chỗ này thôi. Mình thì chủ quan quá nên mọi khi trồng ở trên đất nhà mình ấy nó không có sâu, không có rệt rầy rệt, nên mà lần này là có rệt rệt thì mình không chuẩn bị cái thuốc sinh học tỏi với lại ớt đấy, ớt gừng ấy, nên tôi đi mua cái này mà khẩn cấp chứ không rau không hết. Thế là hôm nay mới mua được 3 cái thôi anh nhỉ? Tí nữa ra qua kia mua thêm một cái trước nữa. Mua rồi, 11.000, cái này 11.500. Đắt nhất là thuốc sâu, thuốc sâu đắt kinh khủng. 17.500 là thuốc sâu. Vâng. Được rồi, bây giờ tính tiền thôi. Hai vợ chồng giờ hiện tại bây giờ đến ruộng rau này các bạn ạ. Mua thêm được một cái cuốc để cho Antonio. Và hôm nay các bạn trong ngoài vườn rau thấy có gì đặc biệt không? Đó, Antonio các bạn ạ. Antonio hôm nay được mình mời đến để giúp A Sao với lại mọi người để làm cỏ các bạn ạ, để cho nó nhanh hết cái cỏ này đi, chứ mình bảo các bạn làm cỏ lâu lắm rồi các bạn không làm được, nên mình mời Antonio đến làm cỏ để mình trả công cho Antonio bằng những cái đồ này các bạn ạ, trả công cho tôi bằng những cái đồ này nhá. Bởi vì là ngày công bình thường là ở đây nếu như mà thuê Antonio chỉ nhận được khoảng 1.000-2.000 thôi. Nhưng hôm nay mình trả công cho Antonio giá trị tổng sản phẩm chỗ này là lên khoảng 17.000 nha mọi người nhé, 17.000 quan sát. Antonio, what do you like to eat? Cava, yes. Aquí arranca, está bom. Arranca, yes. Ok, depende de você. So the boy. Huh? Thế thì cho hết vào đây. Đây là một tấm trọ hôm nay mọi người đang đi lại tưới rau. Đây tụi bay. Vô ta đi. Sí, sí. Hoy vamos a meter veneno para matar bichos.
Sinal mata bisu aqui não morreu tudo. Quando surge isso assim, por exemplo? Não, essa não pode matar. Ah, matar como? Ah, sal. Vai matar como? Com essa? É meter uma cena e foda. Não, não, essa não mata. É assim, não? Sim, mas porque assim, lá na Angola já não pode fazer. Essa nunca mata tudo. E agora, se meter isso aqui, a pessoa pode comer no corpo. A pessoa? Sim. Então, vamos morrer, estou com a mão para a pessoa. Tem que do tempo depois comer. Entendeu? Tem do tempo depois comer. Passa 10 dias, pode comer. Entendeu? Porque já estou comendo hoje, eu quero comer amanhã, não vou morrer muito. Hoje. Quero meter uma. Se você não meter, pode levar para casa. Vamos meter. Vai passar 10 dias. Quero matar pequeno, pode meter. Matar pequeno. Você pode falar, não. Mesmo 10 dias ainda, não vai comer. Isso aqui é pó? Não é pó. É líquido. Se meter. Durante 10 dias, não pode comer nada. Ah, tem que se contar assim depois. Depois de 10 dias. Depois de 10 dias. Pode comer. Vamos meter. Depois de 10 dias, ok. Também tá bom, gato que vem mexer aqui já vai morrer. Fala com quem? Tudo pessoal. Não, você fala com tudo pessoal aqui. Porque aqui tá muito bicho. Deixa a não pode quem? Gato que vem aqui não vai morrer. Não, não vai. Vamos meter mesmo. Pera aí, mangue, né? Mình sẽ quay cho mọi người xem quỳnh đưa máy quay đây. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem là rau bây giờ là hiện tại đang bị rẹp các bạn ạ, đang bị rẹp chị, đang bị rẹp rất là nhiều đây này, cho nên là nó lên rất là kém, không lên được. Đó, rẹp xanh các bạn ạ, đây này, rất là nhiều rẹp xanh nhé mọi người nha. Rồi là rau bắp cải này nó cả sâu nữa các bạn ạ. Cho nên là cái này thì bắt bằng tay không thể bắt được. Này, rất là nhiều các bạn ạ. Bắt buộc mình phải đi mua cái thuốc trừ sâu này về để trị ở đây các bạn nhé. Nói chung là đối với cái bọn mất dạy khó trị này thì phải mua thuốc các bạn ạ. Đây này, kinh chưa, khủng khiếp luôn, nhiều rẹp lắm. Bọn mất dạy này, mấy hôm không để ý là rau, thấy rau rụi rụi thế, hóa ra là bị rẹp mọi người ạ. Cho nên là phải đi mua. Ê, nhưng mà trước khi mình ấy là mọi người phải làm sạch cỏ đi đã. Sạch cỏ đã anh ạ. Đúng rồi, trước khi mình phun là mọi người phải làm sạch cỏ đi, xong rồi là bắt đầu là mình mới phun thuốc được nha cả nhà nha. A sao bảo đi lấy cái cho bếp này để về trị sâu với trị rẹp, nhưng mà mình bảo không dùng được cái đấy được. Cứ đứng cố cãi với mình là ở Angola làm như thế này được, nhưng mà không trị bằng cái này thì không trị được cái nũ rẹp này cả nhà. Đấy cả nhà, hôm nay là đang ra để làm hết cỏ với lại là tưới nước, xong rồi mình sẽ phun thuốc nhé mọi người nha. Antonio, aqui mesmo, aqui primeiro aqui, sim, fazer na couve primeiro, ali depois de sair ali fazer, já? Primeiro, acabar a couve tudo. Entendi. Já, yeah, ok. Aqui até tá bom. Ainda há. Você vê aqui. Precisa que tudo acabar. Já? Yeah? Tudo acabar. Né, now. Também now. Tudo limpo. Entende? Đúng rồi, để coi như là Antonio học cách làm luôn các bạn ạ. Vừa là làm giúp cho sao, vừa là học cách làm luôn. Antonio, cuidado ya. Tôi để cho bạn ra đây, bạn làm rồi bạn biết cách của mình làm luôn, rồi bạn làm ở vườn nhà bạn ấy. Như ở bên này người ta Angola thì có cỏ như thế này là chuyện bình thường nhá. Nói chung là ở đây mọi người không thấy phiền khi mà cỏ ở trong vườn.
Cho nên là mình đã giục các bạn ấy làm cỏ cách đây phải nửa tháng rồi, nhưng mà không có ai làm được sạch cỏ cả, nên mình phải nhờ đến Antonio đến đây giúp các bạn ấy. Và có lẽ là sau cái lần làm cỏ với phun thuốc này để cho rau nó phát triển xong thì mình sẽ không giúp đỡ xóm trọ nhiều nữa các bạn ạ. Bởi vì là các bạn ấy cảm giác như là khi mà mình giúp đỡ nhiều quá thì các bạn ấy không tự thân được. Cho nên là rất là mệt cái khoản này, khi mà vợ chồng mình nói rất là nhiều. Ít nhất là về cái khoản làm cỏ nha mọi người nha. Sim, é outro. Đấy, thế là hôm nay mình sẽ để triệt để cái sâu để cho rau nó phát triển, để khi mà các bạn ở đây làm một mình thì các bạn đi có thể thu hoạch được rau. Chứ còn nếu như mà không diệt sâu ấy thì rau nó không phát triển được, nó rất là phí cái ruộng rau nha mọi người nha. Bản thân mình muốn làm cái ruộng rau ở đây để cho các bạn đi làm ấy, thuê ở đây để cho các bạn làm, để mục đích là để xung quanh đây này rất là nhiều người dân, người ta cũng làm ruộng ở đây, người ta sẽ nhìn cái ruộng này này để người ta làm mẫu, người ta sau này người ta học. Đấy cũng là một lý do mà mình muốn thuê cho các bạn đi làm ở cái khu vực này nha cả nhà nha. Và mình cũng rất là tâm huyết với cái ruộng rau này để cho nó phát triển, nó làm đẹp ấy. Cho nên là khi mà phát hiện cái ruộng rau này nó bị sâu với bị rẹp ấy, mình cũng rất là sốt ruột, lo lắng. Và từ khi mà mình bảo các bạn đi làm cỏ cách đây cả nửa tháng rồi, nhưng mà đến mình thì mình cũng rất là bình tĩnh để cho các bạn từ từ các bạn làm. Nhưng mà đến khi mà bây giờ kết hợp cả rau này, vườn này vừa có nhiều cỏ vừa lại có sâu nữa, thì mình rất là sốt ruột. Thế nên là mình phải gọi ngay Antonio đến để giúp các bạn ấy, để làm cho nó triệt để mọi người ạ. Ừ, tất cả vườn rau nó lên hết rồi, nhưng mà nó dính rẹp, mà chỉ cần vài ngày thôi mà nó hút teo hết cả cây các bạn ạ, teo hết cả cây. Đúng rồi, ở đây mọi người không biết sợ về những cái này, bởi vì là ở đây là các bạn ấy chưa bao giờ trồng rau cải, với lại chưa bao giờ trồng cái rau tron suda này. Bản thân vợ chồng mình trồng ở trên nhà ấy, thì cái rau cải này này, cải bẹ vàng thứ này thì nó cũng không có rẹp, không có sâu các bạn ạ. Nhưng mà đến khi mà trồng xuống dưới này cái cải tron suda với lại là cái cải bắp này này thì nó rất là nhiều sâu với lại là nhiều rẹp. Bản thân hai vợ chồng mình cũng thấy sốc khi mà nó nhiều rẹp và nhiều sâu như thế cơ mà. Đấy, đến lúc mà rau nó đang phát triển rồi mà để nó bị như thế thì quả là đáng tiếc. Đây này, nó còn bám cả ở trên đây này. Rất là nhiều các bạn ạ, ở dưới này. Rồi. Nhiều khủng khiếp luôn. Nó teo, những cây này nó bám mà nó teo không lên được đây này. Cho nên bắt buộc mình phải phun thuốc. Mà hai vợ chồng cũng rất vất vả để đi tìm thuốc sâu luôn, bởi vì ở đây là tìm thuốc sâu cực kỳ khó. Dường như rất là khó để tìm thuốc. Đây là bạn đang làm cỏ của luống cải củ. Cỏ cải củ mọi người ạ. Cải củ lên rất là tốt. Lên cực kỳ tốt luôn. Ở đây không một tí phân bón nào cả nha. Một tí 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 phân bón cũng không. Mà cái củ nó ra to như thế này. Đã có củ to này này. Nhưng mà vẫn phải làm cỏ. Còn đây là cà rốt mọi người ạ. Cà rốt thì mọi người nhìn tốt ngập này. Đã được một gang tay rồi nha mọi người nha. Cây thì to phỏng luôn. Đấy mọi người trồng nhá. Cực kỳ tốt. Nhưng mà ở chỗ này này, chỗ này là nó bị lên không đều là do Asao cũng tỉa ra để bán mọi người ạ. Mình đã dặn Asao với dặn mọi người là cái này có đào lên thì trồng lại củ nó bé. Nhưng mà do rằng là ở đây khách ở đây là người ta có nhu cầu và Asao là cũng có nhu cầu bán. Thế cho nên là Asao cũng tỉa ra để bán. Và khách cũng có nhu cầu mua. Cho nên là thôi mình để kệ các bạn ấy tự làm với nhau thôi. Chứ còn nếu như mà để thì cái luống cà rốt này rất là đẹp như cả nhà nha. Chỉ tỉa thưa ra thôi, tỉa thưa ra thì nó rất là đẹp thôi nhé. Tất cả ở đây là không dùng phân bón đâu, mà nó tốt như thế này. Bởi vì cái mảnh đất này là thứ nhất là lần đầu tiên trồng. Với lại là mọi người để ý ở xung quanh này
người ta cũng mọi năm vào tầm thời gian này người ta cũng trồng, và rau cải của cái rau cải gọi người ta hay gọi là rau cải chín hết đấy, nó cũng lên cũng rất là tốt mọi người ạ. Antonio thì rất là chăm chỉ. Antonio thì chỉ có không có việc để mà làm thôi. Ok. O outro também já acabou, dois. Ok, já. Se fosse aqui, então fazia nos três, rápido. Mọi người để ý xem là ruộng rau bây giờ là trông đã bắt đầu sạch sẽ hơn rồi cả nhà. Sau khi mà bị hai vợ chồng mình dỗi thì các bạn ấy đang bảo nhau làm rất là khẩn trương. Nói chung là không dỗi không được các bạn ạ. Cho nên là như thế thì các bạn mới phải làm cấp tốc được. Chứ còn mọi ngày cứ nói nhẹ nhàng nhưng mà các bạn ấy không làm thì mình rất là sốt ruột. Đấy, bây giờ thì cỏ cái thứ gì đang bắt đầu sạch dần rồi. Ở chỗ kia thì cà chua là cũng đang tương đối sạch nha mọi người nhé. Chỗ này thì cải củ thì sạch rồi đây này. Đó. Cà chua chỗ này thì đã sạch rồi, tí nữa chỉ phun thuốc là rất là nhanh thôi. Đó. Rất là sạch. Gọi là cũng là tương đối thôi chứ không phải là sạch hẳn. Cây này vừa nãy tỉa rồi à? Quỳnh đang muốn giới thiệu cho các bạn cây cà rốt này các bạn này. Đây này các bạn, cà rốt mới thế mà nó có củ này. Lá này. Ở đây chả phân chả bón gì đâu nha các bạn nhé. Mầm củ nó như thế này. Đây các bạn mà bảo các bạn ấy làm, hướng dẫn các bạn ấy làm mà các bạn không làm được thì có mọi người bảo xem có giận không? Có thấy tiếc cho các bạn ấy không? Cho các bạn Angola không? Đất thì rất tốt, mọi thứ thì điều kiện khí hậu ấm áp như thế mà không làm được, lúc nào cũng thiếu ăn, có giận không? Có thấy thương thì thương mà thế. Các bạn xem, các bạn ở Việt Nam, các bạn xem ở Việt Nam trồng trọt khó khăn hơn nhiều nhé các bạn nhé. Mới tí mà cà rốt ra củ to phết đây này nhỉ. Vâng. Mới có lúc đấy. Bây giờ mình phải dặn mọi người ở đây là mình phun thuốc sâu ở đây để các anh ấy, ví dụ như có gặp ai mà đến trộm thì bảo người ta đừng có ăn mọi người. Amigo, você está lá aqui, né? É. Agora vou meter aqui veneno. Yeah, pode. Não, assim quero você ajudar que controla quando tem pessoa a querer passar aqui, ele vou parar. Também falar com ele, não pode comer, tá? Pode comer, vai morrer, tá? Y así pues no vas a morir también que te metes la veneno. Meten veneno que para que mete bicho. Entonces, todo peso no puede que tiene. Mexe todo, ya, ya. Ya, ya. Ya, ¿pudí? Sí, doctor. ¿Está bien? Todo bien, doctor. Precisa você falar com todo o pessoal aqui, não pode que arrancar aqui, já? Tá bem. Porque tem que ter. Tá bem. Como é que vai morrer? É toxia. É toxia. Muito forte, já? Tá bem. Vem aqui agora. Já obrigado. Tá bem, ok. Criança também, de quanto tamanho é isso aí? Da boa cabeça, a câmera, com peixe também. Amiga. Amiga. Câmera, boa. E até esse tema é para os gatunos do cão da madrugada, velho. Ari, trae aquí un balde para encuentre. ¿De agua? Ya está agua, sí. Así de allá.
Bây giờ mình chuẩn bị phun thuốc sâu các bạn ạ, bởi vì là chỉ sử dụng được cái bình bé này thôi, bởi vì là ở đây không có bình to, may quá nhà mình có cái bình bé này, mình sẽ pha thành nhiều lần các nhà ạ, bởi vì cái ruộng này nó cũng không nhiều mà, mình sẽ phun ít một, dần dần. Ở đây có mấy anh hàng xóm này làm ở đây, các anh cũng đang trông chứng kiến nhé, chứng kiến. Anh quyết làm. Mình sẽ bắt đầu phun từ cái cuối gió kia để đợi A Sao với lại Isabel làm sạch chỗ kia, mình sẽ phun từ cuối gió. Thế xong là các bạn ấy làm xong thì mình sẽ phun dần ra về phía này để cho mọi người tránh không việc gì, bởi vì là bây giờ muộn quá rồi, không thể chờ nữa. Không làm đến tối mai lại không có thời gian. Mình sẽ tranh thủ phun ở chỗ này trước mọi người, xong tí nữa đến chỗ kia. Gần cuối thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem sau. Đây này mọi người này, cây cà chua mà cào cào cái thứ nó ăn hết lá này, cào cào với sâu nó ăn hết lá nhá, trụi lá đây luôn này. Đó. Thỉnh thoảng có một cây bị như thế đấy mọi người. Nhưng mà mình vẫn phải xử lý sớm, chứ không thì nó ăn hết thì không lén được, không lên được. Mình đợi cho Asa với Isabel làm xong hết chỗ này đi. Thế xong rồi mình phun luôn. Anh Quyết bắt đầu phun rồi đây. Isabel có ngửi thấy mùi gì không? Hay? Có ngửi thấy mùi gì không? Não tô sentindo. Tá cheirando. Você fica aqui, vai cheirar. Não, aqui. Porque vem tu começar ali. Vem tu começar aí. Acabar. Thực ra phun thì mình phun này cũng sẽ nhanh thôi. Quan trọng là mọi người làm cỏ xong cái thứ này mình phun nó. Đáng nhẽ là phải phun ra buổi sáng mọi người ạ. Nhưng mà buổi sáng mình không có thời gian đấy. Buổi sáng mình phải đi làm, không có thời gian. Và ở đây thì mọi người chưa biết làm thế nào, thì mình buộc mình phải làm thôi. Sâu mới chớm được mấy một tuần nay anh nhỉ? Mấy ngày thôi. Mấy ngày nay? Khoảng 4-5 ngày thôi, 4-5 ngày thôi, nhưng mà cây nó không lớn được. Đằng xa A Sao đang hái rau rồi các bạn. Mình ra đấy xem A Sao hái như nào nhé. Đây. Đây là rau Tronsuda. Đây là loại rau mà mọi người yêu thích đây. Cái này thì mình cấy đầu tiên nên là lên đã rất là tốt đấy nhá. Mà một số cây đây là bị bệnh này. Đấy. Còn nếu không bị bệnh thì nó lên tốt như thế này đây các bạn ạ. Đã bắt đầu hái được để ăn được rồi. Lớn nhanh lắm, rau này lớn nhanh lắm. Các bạn xem. Tira assim, tá vendo? Tem que ver essas pontinhas, coisa da água. Se você raspar assim, quando você meter, agora vai passar por isso que eu falo. Deixa a ponta, a planta. Esse cinco, né? Đây các bạn ạ, 5 lá này là bên này là bán 50 quan nhé. Đấy, 50 quan rát, 5 lá này. Khá là đắt. Vì ở bên này mọi người cũng không biết trồng các bạn. Gieo hạt mua thì đã đắt rồi, sau đấy thì gieo lên thì không phải là lúc nào gieo cũng lên được. Sau đấy thì cấy ra xong rồi chăm bón cho nó lớn như thế này thì thế nên là nó khá là đắt. Đất ở đây bên này thì không phải chỗ nào cũng xấu, nhiều chỗ rất là tốt, tốt hơn so với ở Việt Nam mình ấy. Như nên là mà các bạn không biết cách trồng nên là cái năng suất rồi là cái hiệu quả nó rất là kém. Ok, đây A Sao đã chọn được tuần này lá đây các bạn ạ. Xin. Đây. Muito bom, né? Sim. Esse, ok.
Đấy, anh Quyết đang vẫn tiếp tục phun thuốc cho cà chua nhé. Đang sang bình thứ hai rồi. Phun khá là kỹ. Bên trên này thì trong lúc anh Quyết đang phun thuốc ở ruộng, ở vùng luống của cà chua thì các bạn ấy vẫn đang làm hoàn thành tốt nốt cái chỗ cỏ còn lại nhé các bạn nhé, mọi người nhé. Antonio đang nhặt cỏ cặm cụi. Từ giờ đến tối thì là sẽ hết thôi. Rau bắt đầu phát triển nhanh, lớn nhanh rồi. Chỗ này mà cứ bán là 5 cái lá này một là 50 quan này, 10 lá là 100 quan. Là khá là nhiều tiền đấy nhá. Đấy các bạn xem, bốn luống liền. Bên này nữa. Đấy, bốn luống bên này rồi còn bên này, bên này, bên này. Khá là nhiều. Về Hoàng Phát đã hết 3 hàng cà chua rồi mọi người nhé. Đây ạ. Bởi vì cái chỗ này thì phun sẽ nhanh thôi. Tại vì mình cứ phun thẳng một cây ấy. Vâng. Đó. Tính là 3 hàng nhưng thật ra tính ra là 6 luống. Hành các bạn nhìn hành cũng bén rễ đang bắt đầu lên rồi nhé các bạn nhé. Rồi, hiện tại thì trời đã sắp sửa tối rồi các bạn ạ. Anh Quyết và mọi người vẫn đang làm cỏ và phun thuốc sâu nhé. Trời tối rồi thì chắc là sẽ khó để tiếp tục quay đến khi mà ruộng rau kết thúc làm cỏ và trừ thuốc tiêm phun thuốc sâu lắm các bạn ạ. Thế nên là mình sẽ kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Xin chào mọi người nhé. Video hôm nay là mình phun thuốc sâu. Và chắc là đây là lần cuối cùng mình giúp đỡ các bạn nên làm ở ruộng rau này. Mình sẽ diệt sâu xong các thứ là từ đấy là nó mọi thứ nó sẽ ổn rồi. Thì để cho các bạn tự làm, mình sẽ không can thiệp một chút gì vào đây nữa, cũng không giúp đỡ thêm một cái gì vào đây trong ruộng rau của các bạn nữa nha các bạn mọi người nhé. Để cho các bạn tự làm hết. Hôm nay là video sẽ ở đây nhé, kết thúc nhé. Xin chào mọi người. Rồi xin chào mọi người, Antonio. Hello, xin chào. Xin chào. Ok. Rồi, Ari. Xin chào. Ok. A Sao. Xin chào mọi người. Rồi, thế nhá, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến bây giờ. Nếu mọi người thấy video hay, kênh ý nghĩa thì mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Hiện tại trời đã tối rồi các bạn ạ. Các bạn thấy một cái đốm trắng trắng kia là Quyết nhá. Quyết vẫn đang phun thuốc sâu. Đấy, cái đốm trắng trắng đang hoạt động đấy là Quyết đang phun nốt thuốc sâu. Với Antonio chắc là vừa làm cỏ xong. Chứ nữa Antonio vẽ về cùng vợ chồng mình. Còn lại thì Isabel cùng xóm trọ một người đã về một lúc rồi nhá các bạn nhé. Anh Quyết đang còn một luống cuối cùng, anh Quyết phun thuốc nốt.